Đây hả? Dạ, rất là xin chào quý vị. Ôi, anh ơi, tự nhiên thay đồ xong cái là anh đẹp trai liền luôn á. Còn em không mặc đồ đẹp hơn. Ủa sao nó chối không thấy ai đây người ta? Khói anh, khói. Khói. Lần đầu tiên thì tụi em có dịp cơ hội để làm một cái duet là lạ để cho quý vị cùng nghe. Hy vọng là ngày hôm nay quý vị khán giả Melbourne sẽ thích cái bài hát này. Trước tiên là để hỏi, trước khi hát cái bài này em muốn hỏi một điều này lắm mà chưa kiếm ai hỏi được, là em hỏi về quý vị nha. Ở bên Úc này em ăn đủ Ý, em ăn đồ Hàn Quốc, em ăn đồ Nhật rồi. Trung Quốc nữa. Trung Quốc nữa, chưa bao giờ ăn đồ Úc mà em ăn quên đồ Úc. Cuối cùng hỏi đồ ăn Úc thì nó ra làm sao quý vị? Dạ. Em thề. Không thiệt, em wow, thật sự thắc mắc lắm luôn á. Là em... không biết là đồ truyền thống Úc là cái gì? Cheese hả? Pie. Cái gì? Meat pie. Fried cheese. Meat pie. Dạ, cảm ơn sự tư vấn của quý vị. Nó hơi nhiều quá. Nhưng mà, ok, để em ráng em tìm ra. Nhưng mà em hỏi thiệt là bây giờ ở đây quý vị cho em hai cái option thôi, tại vì em thèm hai cái vụ này. Ở đây đồ ăn buổi tối giờ này, nếu mà sẽ after show ăn seafood ngon hay là ăn những cái ngoài rồng lề đường ngon? Ăn cháo khuya. Cháo khuya. Yes. Sao nghe cháo khuya cái từ này nghe nổi da gà vậy đó. Ăn cháo khuya thường là gì? Chị hiểu rồi chứ gì vậy? Bây giờ ai đề nghị ăn seafood ạ? Ai đề nghị ăn mấy quán mà bên lòng lề đường? Hay là Chinatown? Ok, đang mình gặp nhau đó nha quý vị. Ok, bây giờ để trở lại với chương trình văn nghệ thì để hai vợ chồng em xin gửi tặng cho quý vị một bài hát. Bài này rất là dễ thương, tụi em mới phối lại với phần biểu diễn rất là tuyệt vời của ban nhạc Phoenix thưa quý vị. Rất là, okay, được không ạ? Rất là tuyệt vời. Một bài hát jazz kinh điển. Mời quý vị cùng nghe Fly Me to the Moon. Ước gì nghe một trọng phát thanh thật là to nha.
vị. Harry thật sự rất là cảm ơn anh chị có mặt ở đây rất là nhiều. Harry mong là lần sau có gì gặp các anh chị ở đây nữa nha. Hello, mời lắm mọi người. Mời chào tất cả vợ em nữa, Harry Won. Em chào. Này ba đẹp chứ bộ. Sao kỳ nghe đó, anh chị em nói cho quý vị nghe nha quý vị. Khẩu nghiệp là có thiệt. Hồi xưa mới quen như kia bán bà heo này nọ, ta bán nhiều quá gì hiểu không? Mà nó ăn cái cách gì không ăn hoài nó không mập. Bao nhiêu chất mập vừa quen. Bây giờ em nói ta heo mà nhìn em mới giống con heo nè. Khổ sở ghê. Một thời hoàng kim của tôi thì dở ra một cái trời ơi muối không ở trong. Bây giờ dở không nhìn trời đã coi đường với lại lipid được không? Khổ. Thưa quý vị, bây giờ thì trở lại với chương trình thì muốn chia sẻ với quý vị một tí là không biết là quý vị có theo dõi những chương trình mà trước đây